xin chào anh chị em. Vì đang ở cái party chào mừng của công ty. Đấy, và ở đây nó là ở ngay cạnh bể bơi luôn anh chị em. Nhà rất cao luôn. Anh chị em thấy không ạ? Tầng rất cao tầng luôn. Đấy, và rất là đẹp. Và đây là tất cả mọi người đang ăn buffet. Đấy, mọi người ăn buffet. Đấy, buổi tối ngày hôm nay rất đông anh chị em. Đông cũng gọi là ăn tối ở cạnh bể bơi luôn. Đó, hơi tối một tí nhưng mà gì ạ? Bể bơi rất đẹp anh chị em nhé. Đấy, và xung quanh cái view xung quanh rất là đẹp. Đó. Đang ở khu vực phố cổ của Dubai. Đấy, ở đây là những cái tòa nhà, những cái ngôi nhà được xây dựng cách đây từ thế kỷ 19, cách đây khoảng gần 200 năm. Và trên các cái ngôi nhà nó có những cái tháp kìa. Đấy, anh chị em nhìn thấy những cái tháp này. Đấy, cái tháp này nó gọi là tháp gió anh chị em nhé. Bởi vì ở Dubai thì thời tiết rất là nóng và ở ngày xưa thì không có điều hòa, họ xây những cái tháp đó để họ hút gió để đưa gió xuống bên dưới. Và bây giờ thì cái khu vực này nó chỉ dành cho khách du lịch thôi, và chúng ta có thể đi vào trong các cái nhà của những cái người dân để chúng ta tham quan. Rất là đẹp và rất là rộng rãi, đặc biệt là những
cái mặt hàng vàng ở đây ấy, là rất là tinh xảo, và các cái những cái người nghệ nhân ở đây họ chế tác những cái vàng rất đẹp luôn. Đó. Rất là rộng luôn. Rất nhiều Lai là một người mà có rất nhiều sử dụng tuyệt đối, và mỗi ngày đều có những sử dụng mới, và cái gọi là tổ chức kỷ lục thế giới Guinness thì đặt luôn vào phòng của bạn ghi nhận những cái kỷ lục thế giới mới. Và ở đây chúng ta có thể gặp rất nhiều những cái món trang sức bằng vàng mà trông rất là hùng hố, rất là nổi tiếng, rất là to. Đấy, đấy, xin chào. Cái áo giáp, giống như áo giáp. Cái áo này họ sẽ mặc khi nào ạ? Họ sẽ mặc khi mà trong các cái hôn lễ, cái cô dâu chú rể họ thể hiện sự sang trọng, quyền quý, giàu sang của Dubai. Đó. Đấy, đây là một cái cửa hàng rất là nổi tiếng ở Dubai, rất là to anh chị em. Cao nhất trên thế giới, tòa tháp Burj Khalifa. Tòa tháp này cao 282m, rất tuyệt vời, và đang chiếm giữ vị trí là gì ạ? Là tòa nhà cao nhất trên thế giới. Ở phía dưới này là khu trung tâm thương mại Dubai Mall, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới. Vì đang đứng ở phía ngoài. Ở phía ngoài này thì có một cái hồ nước rất là rộng anh chị em. Cái hồ nước này là buổi chiều có chương trình nhạc nước miễn phí cho mọi người. Đấy, và đây cũng là một trong những hồ nước lớn nhất trên thế giới. Tất cả những thứ gì ở Dubai toàn lớn nhất, to nhất, cao nhất, hầu hết là nhất thế giới anh chị em. Đi đang ở chỗ gọi là food court, ở trung tâm thương mại lớn nhất ở Dubai, là Dubai Mall, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới. Và ở đây là chúng ta đang đi mua đồ ăn. Chúng ta đi mua đồ ăn ở đây. Rất là rộng, rất là lớn anh chị em, rất là rộng lớn. Và đồ ăn đấy khá là hợp lý, không quá cao. Mỗi một món ăn trung bình nó rơi vào khoảng 25 dirham, 25 dirham tính ra tiền Việt Nam nó rơi vào khoảng 200 ngàn một bữa ăn ở một cái thành phố đắt đỏ giống như Dubai, ở một trung tâm thương mại gần như là lớn nhất nhì thế giới, tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới, thì thực sự là cũng rất là rẻ, không quá đắt. Ở bên ngoài cũng biết là cái món ăn bình dân bên ngoài, một cái bát bún, một bát phở thì cũng đã khoảng độ 40 dirham rồi, nhưng mà trong trung tâm thương mại nó chỉ có 25 dirham, khá là hợp lý. Cao nhất thế giới ở tòa tháp Burj Khalifa. Đấy, và đây đang ở tầng số 124 của tòa tháp Burj Khalifa. Anh chị em thấy có rất là đông người. Đấy, và ở đây chúng ta có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh thành phố. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Rất là cao luôn, rất là cao. Bên dưới là chính là một trong những tòa nhà nước mà anh có nói. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây những cái tòa nhà rất đẹp. Và những cái tòa nhà chọc trời thì nó vẫn là nằm ở bên dưới chân của mình. Đấy, và tôi hình được rất là xa, sa mạc, rất xa xa ngoài kia. Đấy, chị em thấy không ạ? Đó, chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, chị em thấy rất là đẹp luôn. Giống như là chúng ta đứng ở trên mây vậy. Ok. Và đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Đó. Đây là có những cái nơi mà chụp hình check in. Đó. Đây là cái mô hình của tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa. Đấy, anh chị em nhìn thấy mô hình rất đẹp luôn, và những cái thang máy chạy lên chạy xuống.
Huy đang ở đây là ở trên đỉnh của Dubai Frame, và ở trên này thì rất là cao và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả khung cảnh ở bên ngoài hai bên. Một bên thì chúng ta nhìn thấy khung cảnh của Dubai cổ, một bên thì nhìn thấy khung cảnh của Dubai hiện đại. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy những cái kính này, đây chúng ta có rất nhiều cái kính này. Đấy, và mọi người sẽ chụp ảnh kính này, nhìn xuyên xuống bên dưới. Đấy, và rất là sạch, những người nào mà sạch nó cao thì nhìn sẽ rất là sạch. Đấy, anh chị em nhìn ở trên mái nhà, trên mái nhà là một loạt những cái đèn, nó thiết kế là những cái đèn nó sẽ chạy, anh chị em thấy không? Đấy, cái đèn nó sẽ chạy. Đó. Biểu tượng của Dubai. Công trình này được xây dựng từ năm 2001. Đấy. Và đây là một cái công trình mà có thể nhìn thấy được từ trên vũ trụ. Và ở đây thì hầu hết là những cái biệt thự của những cái người rất là nổi tiếng
những người giàu có, những diễn viên, ca sĩ, những người rất là doanh nhân, rất là thành công. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy cũng rất nhiều khách du lịch đang chụp ảnh ở đây. Rất nhiều khách du lịch và đoàn của chúng ta đang chụp ảnh ở đây rất là tuyệt vời. Sa mạc Sahara và đây là cái lối vào của cái trại, một cái trại ở trên trên sa mạc. Đấy, cái đường vào trải thảm đỏ thể hiện sự trân trọng cho những cái người đến sa mạc. Có thể là cần lau mặt. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Nice to meet you. Yeah, thank you. Yeah. Có nước uống sẵn sàng phục vụ. Nước uống sẵn sàng phục vụ đây nhé. Anh chị em ơi. Bạn làm buffet. Đó, và tất cả đây là cùng một đoàn hết anh chị em ơi. Vì vậy hãy ước mơ và trở thành ước mơ của người khác. Oh yeah. Anh chị em ạ, đây là màn muốn lửa tại